Món kia là món cái gì, tái chanh à? Tôm. Xin mời mọi người ăn cùng anh em mình nha. Nay cũng khá nhiều món nhỉ. Cua Cua gì? biển hấp bia này. Đây. Tôm biển hấp bia này. Vỏ tôm. Cũng tái chanh à? Tái chanh này. Tôm tái chanh. Tái chanh. Đây, cá lóc nướng khổng lồ. Siêu to khổng siêu to à. Nay mình không ăn ở đồi ở núi nữa, nay mình về nhà ăn cho nó đàng hoàng. Về nhà ăn cho nó. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh 35 Vlog của anh em mình. Hôm nay thì có em trai ở miền Nam ra. Em có làm một ít đồ biển để buổi trưa anh em ngồi nhậu lai rai. Lặng giữa trừ mất năm hoa từ dây. Con rồi. Cái gì? Dạ. Mẹ được cân cân vải đấy anh nhỉ? Đây anh nhìn hoa mắt. Chạy chạy chết bạn. Tôi thích ăn. Anh lấy bật lửa đấy không? Lấy bật lửa đây. Rơi mất. Hôm trước mình phải làm trực tiếp lấy dấu vân tay. Vâng. Đợt hôm vừa rồi tàu về Vũng Tàu thế này. Vũng Tàu hay đâu? Em trong Sài Gòn ạ. Sài Gòn. Nhìn hấp bia. Thiếu xả anh. Nó ăn cũng đang bình thường nhưng chưa phải là lớn lắm. Ừ. Cái này đến cần nhỉ? Đến nữa nó ngàn rồi, cái này mình đang muốn cho nó cháy hết cái lên lớp da đi thì nó lúc nó cạo nó vàng. Hết thì cứ làm đi là gì, không hết mang về cá thì bắt được, có phải đi mua đâu sợ. Hết đây do mình nữa, mình giờ nó có than nó như vậy được tâm bị dần dần. Kinh giận nhanh thật. Sật cán. Ừ. Vịt nhìn thấy cán phải lắc đầu cũng được. Vịt nhìn thấy cán.
cá này đã chín rồi anh em ơi. Hôm nay anh em mình sẽ làm ba món chính hay là cua này cua gì nhỉ? Cua biển thấp đi. Đây tôm hấp nữa. Tôm hấp đi. Và món cá lóc nướng, cá lóc khổng lồ nướng. Đó, bỏ chưa? Hôm nay nhà mình sẽ có thêm món gỏi nữa, món gỏi tôm. Đây đúng không? Chọn. Làm gì đấy? Anh cắt đầu rồi bác. Ui làm gì cắt đầu? Xẻ đôi rồi đi. Xẻ đôi tí sau. Bóc vỏ đi đã em. Rồi anh cứ em làm thôi. Để em lo. Anh ăn cả đầu á? Đầu lúc ta lột cái rồi đầu nó còn lại chứ. Thấm qua lột dễ không cần thế. Lột như này thì nó cỏ hết rồi đâu nữa phải ấy. Cắt nhầm đang, nhưng mà nó chưa ấy, lột vỏ tôm để làm nó chưa bong đá lắm. Đây có vậy lọc đôi ra xong. Này cái diện ăn nhiều ấy. Ăn nhiều, cái gì cũng biết. Chứ cái không giỏi. Không giỏi. Biết nhiều của nhiều. Thấy không? Chị này có trông hết bốn rồi. Dứt đầu lại nấu canh. Dứt đầu lại xay lại mua. Ồ nó đặc lắm nha, nó lên nó cũng bóc rồi. Nhìn cũng ăn ngon như cua. Bè bè, hôm bóc bè xong rồi giữ hết đấy lại. Hôm sau nấu canh đặc hơn cả cái cua không ạ? Anh để lại cái đuôi này. Để này để tí cầm. Đấy. Cái này. Đi tí về là vừa, về ăn vừa 10 giờ hơn rồi. Đi công tác đâu đấy? Vào trong kia mua thêm ít rau. Thêm tí rau thơm, đang thiếu tí cái. Dịch vụ. Chở đồ giàn khoan. Bọn em là chở hàng đi các nước đúng không? Vâng. Nó để nó gần nhà hơn. Em đi được cả 7-8 tháng, 10 tháng. Đi xa nhất là sang nước nào? Châu Phi. Đủ tỉnh nhỉ. Mấy ngày lễ này này, lễ này lương nó cao. 1 x 4. Lễ nhầm 1 x 4. Vâng. Lễ thì bây giờ Tết, thì Tết em ra được 50. Lễ thưởng Tết. Thưởng chắc cao lắm. Thưởng cho được 60 triệu. Triệu bằng thành nhà làm năm. Yeah. Đầu tiêu hết đấy mà. Thì 24 thằng cứ nhìn nhau vậy. Không có em muốn gì chán. Đấy. Sang Thái Lan Thái Lung thì thỉnh thoảng có bọn Việt Nam nó lên đỡ buồn. Mấy nước Đông Nam Á nó đi hết, Thái Lan, Lào hết. Vâng, không đi Lào nhưng mà đi Thái Lan, Philippines đấy. Singapore. Sang Malaysia làm lao động lương thấp mà. Nó chắc cũng chỉ gấp đôi ở Việt Nam.
ba được đâu, không được rồi. Còn tí được mà các cụ chở đi đâu cứ sang đấy vậy, ngày đứng 16 tiếng đứng máy công nhân đấy, bóc lột ra thì anh em tăng ca liên tục cứ đứng máy đầu máy 16 tiếng những bên Đài Loan đấy. Vâng, tìm về chịu thì sao rồi. Còn cái dạng mà nó phải giỏi xong bắt đầu nó bỏ ra làm ngoài anh ạ, nó bỏ ra làm kiểu làm ngoài sợ bắt được thì nó đuổi về thôi, còn bắt được nó kiểu tị nạn nữa đấy, còn còn làm cái kiểu phù hồ với xây đấy. Bên kia thì mình mua rau này rồi quả không mua luôn đi. Chuyện mua đâu, lạc trong đây mà anh không biết, anh bảo anh đi hấp bên mẹ lúc vào chợ thì không mua đi, không liên lạc còn có mà em đi. Hey, chôm mấy người mình đã bóc xong vỏ rồi, đây là này, cái này là mình ấy sửa đôi ra, sửa đôi nha. Đồ này chưa ăn bao giờ. Ăn rồi là sau nghiện. Đồ này cái tôm lát xê. Tôm lát xê. Quay này mấy thằng Hà Nội mà đấy, ok lắm nhỉ. Làm cầu kỳ hết đi. Nhiều cách làm. Cái này trước khi bóc vỏ thì mọi người cho vào ngăn đá một tí một lúc cho thịt nó co vào dễ bóc vỏ hơn. Đĩa này mà mình vào nhà hàng cũng khá tiền nhỉ. Khá tiền. Đây mẹ anh em mình đã nấu xong rồi nhé. Hôm nay có các món chính là tôm hấp bia, cua hấp bia, quạt tôm và cá lóc nướng. Xin mời mọi người ăn cơm với anh em mình nhé. Trong đấy nóng suốt ngày bị gì nhỉ? Vâng. Nãy bảo còn cái máy tráng ở dưới chỗ máy sạc vậy thôi. Thế thì vắt nguyên chanh vào, có cái gì nữa? Chanh này. Chanh không rồi. Cho nó thấy nó tái tái nó ngọt. Cho chú mượn cái chén nhỏ này. Chén nhỏ nữa, cả cái chai đấy luôn. Tí. Đây là cá đấy, cô cháu phải vẽ này. Thôi ừ, nhiều tiền chú rồi. Bọn anh ăn nhanh mấy ngày này rồi. Nhìn thấy cá hãi rồi. Trước đây nó có con to về trong Thái là bắt ngoài Thái. Con này hôm bắt này hơn tiếng nhỉ. Đâu, mấy con đấy thì em mặt em không biết không? Dạ không. Đưa hết rồi. Em mặt nó biết là này còn khác, lại đi bắt nơi khác. Vậy thì nhé. Cái file nó đủ cay thôi. Cay, nó khóc.
ôm mặt ôm mũi vật vã. Khánh không làm cốc không tỉnh táo. À, cốc có vợ mày à? À. Không có vợ mày à? Nhấm dần đi nhấm điện thoại điện cho ba xem được không? Khánh dạ có. Số điện không nghe máy. Có số xin xem. Khánh đó, khánh đó. Chưa vậy này là ta tới vừa vừa thôi. Sợ khổ lắm tự nhiên. Chưa. Đây đi đâu? Đây còn đang đầy dưới đã tới được đâu. Cái đây là ba kìa. Vừa vừa là mày ăn quen rồi tao. Trong đấy ăn quen rồi. Cày chết. Ai sẽ bị rồi? Em sẵn nó cứ chạy. Có nào cái bị bất chạy rồi. Ôi bà vỡ thay là mình mất 3 triệu rưỡi. Đâu? iPhone em đi đâu không dùng được. Không có sóng á? Vâng. Chỉ phát chỉ biết chưa thấy đâu. Quên nhà có ai chạy. Bỏ vào rồi. Hả? À? Hôm kia là món cái gì à? Tái chanh à? Tôm. Hôm nay mọi ngày ăn cùng anh em mình nha. Nay cũng khá nhiều món nhỉ. Cua biển hấp bia này. Tôm biển hấp bia này, vỏ tôm, tôm tái chanh à, tái chanh à, tôm tái chanh, tái chanh, đây cá lóc nướng khổng lồ, siêu to, siêu to. Hôm nay mình không ăn ở đồi ở núi, hôm nay mình về nhà ăn trên đảo ngoài, về nhà ăn trên đảo ngoài. Mày chút thì có em ở trong miền Nam mới ra, cái bà không ăn bà ngồi bà cúng này, chưa được ăn sao? Nhưng mà không phải được cái gì đâu, tôm ăn không thôi. Ăn tôm đi. Nhĩ kỳ thèm những kiểu gì kia vậy? Anh Diện đi. Sao nhúng vào ba nước đá đấy? À, sợ chua thì chua như mình. Thôi đã. Thôi rồi đi. Mời mọi người đi. Nói đến này đi. Có. Thiếu thì sao? Nhiều nhiều mà đưa con thì mới ra ăn đá. Uống đi chứ. Anh chỉ mấy con mà. Uống dạng nhé. Nhưng mà anh đã hiểu tấm này là không bao giờ khác. Nó không kính đấy. Hơn, thôi. Ôi, cái gì cái cười tao à? Anh em mình khổ đấy. Quá khổ. Nơi tường nó đặt đấy nó quay thẳng đầu. Sao mua cái cây? Em gửi mua cái cây cho anh đặt đấy. Tôi nhà về hết cơm. Còn cái cây tôi. Có nhất nè. Có gì rồi? Anh gà nó có bác vừa ăn vừa uống nhéo. Nó còn chết rồi mà còn quạt cái chân mà. Khôi cái tưởng ngày nay lại gặp vợ mình nữa. Mày đi. Diện bị kêu béo béo. Mày đi. Cái này mà nay mà gặp mà quay cái cảnh phim nào đấy chắc đạo diễn thì kiểu chết vướng nào vướng nào cái đập dân diễn viên thì đánh đấm ầm ầm dân nhưng mà máy máy cũng giờ được quay rồi xin cái máu viên mà không có người gì chết lại đạo diễn lại nhớ được cái cảnh mà nó bay bay nhưng mà kéo cá được thì thôi rồi gì chúng ta nói gì chúng ta không ăn không bảo sao rồi tao từ cái này không biết gói. Rồi cứ hòa luôn. Ngại. Thấy thế chưa? Giờ anh còn cua anh ăn, có phải là nhất anh không? Mà em nhịn cho anh ăn. Hôm nay anh em ăn cùng quăng. Chúng là anh em anh cũng khổ lắm. Là mình không biết mình cứ coi là hắn lên để bốc bốc như nó. Đứng giới thiệu mãi đâu về, nên chị anh đứng ngoài vậy. Ngồi giới thiệu em miền Nam ra. Rồi cuối cùng chẳng quay đến được em miền Nam. Để chứ. Ăn mấy cua rồi thôi chịu. Buổi tiên này lúc đầu bắt cứ thôi. Từ miền Nam cho tới miền từ miền Nam này miền Bắc rồi. Nhưng mà thế nào? Không phải từ nước ngoài tới nước trong. Thế nào cho bọn bắt đầu? Có 3 phút rồi. 3 phút thì đừng anh cứ lối làm vụng đấy. Không thấy à? Từ cái chỗ này đến cái chỗ ăn rồi thì giàu gì anh chán à? Chỉ chào thôi mà thế chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn lại người dân anh em mình là tin tưởng nhầm người. Và không có chỗ. Làm này cũng quên thôi à. Mình không biết quay rồi. Phải biết quay rồi. Cái đây ra quay đâu? Cái thứ tự cơ là nó quay được là tối nó đi bắt cá nha. Tối nay đi nay có cá được, bé nhúng rồi vậy là có cá nhiều nhỉ? Ừ, cá bắt ao ấy mà. Ao cá này người già. Úi giời, hồi dép lấy ao à. Bắt cá. Em là đi. Đó, đứng trong mắt. Mai kia đi bắt cá đêm. Bắt được không? Được cá đêm. Bắt từ ngoài mới đi ra sợ trong không ăn được thôi ăn được rồi mà sao làm cân lươn mua về thả đấy. Mình đi kích đồng hoàng lên mua thằng luôn để thả và chứ mua ít củi về mò mò nước ngọt phải có cả cái quân thằng cái này cái chuồng này nó to mà đây thì ai để ngọt sau đó đâu này đi đi người đường này ôi coi như này coi như này cái này cắt được cụt tay không biển này trời nó rằng không biển về cụt tay là bây giờ sẽ trung hòa nước đến nước mình thành nước lạ có biển đấy nhá ăn đầu rừng người dân Mình xin được dừng video tại đây, rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.